Quách Lâm Kiều Gia. Tác giả: Công Phu Bao Tử. Chương 104. Sau khi hỏi Bào Phong về nơi ở của Tống Đông Lương, Quách Lâm không hề vội vã, thay vào đó suy đi nghĩ lại làm thế nào kết thúc chuyện này để có được kết quả tốt nhất. Anh đã tốn rất nhiều công sức mới tiếp cận được với Bào Phong, chỉ vì Tống Đông Lương mà lộ thân phận quả là không đáng nhưng hoàn thành nhiệm vụ đồng nghĩa với việc nối giáo cho giặc bất kể thế nào quách lâm cũng không thể làm vậy nếu chưa suy nghĩ thấu đáo anh sẽ không manh động trong lúc quách lâm đang tìm kiếm kế sách bên phía kiều gia đã xảy ra vài biến cố trước đó kinh đại vĩ đã bị kiều gia bắt trói mặc dù hắn không để quá nhiều người biết nhưng lại có rất nhiều người chứng kiến Hai bên xảy ra xung đột với nhau, vì vậy, khi Bào Phong cho người lật tung thắp chốn để tìm Kinh Đại Vĩ, ngay lập tức có kẻ nhớ tới vụ xung đột này. Sau khi nghe kể về vụ việc, Báo Đen đến tìm Kiều gia. Hắn cũng không hề giấu giếm, mà thừa nhận thật sự có chuyện như vậy xảy ra, nhưng hai bên đánh nhau xong đã giải tán luôn. Bình thường, Báo Đen sẽ không để bụng chuyện nhỏ nhặt này nhưng từ chuyện của đỗ tử bình gã đã có phần đề phòng kiều gia giờ đây khó tránh khỏi có phần bất an báo đen hỏi dò kiều gia tại sao tao cảm thấy mỗi lần bào phong gặp rắc rối mày đều có dính dáng đến vậy anh báo vốn dĩ em chính là rắc rối của bào phong kiếm chuyện cho nhau cũng chẳng có gì khó hiểu vậy sao báo đen châm một điếu thuốc cười nhạt nhìn kiều gia mày đừng cố tình làm vậy để rước rắc rối về cho tao đấy ngoài mặt kiều gia tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại có chút lo lắng mong rằng kế hoạch lần này của quách lâm diễn ra suôn sẻ báo đen đã bắt đầu đề phòng hắn nếu hắn manh động không khéo sẽ thông não cho con báo vốn không quá ngu ngốc này mất a tùng biết rõ quách lâm cực kỳ khó đối phó tống đông lương đang ở đâu ngoài bào phong ra thì không ai khác biết hơn nữa bất kể theo dõi quách lâm hay hỏi thăm từ chỗ bào phong a tùng đều rất khó mọi ra được thông tin về nơi ở tạm thời của lão ta không biết tống đông lương ở đâu thì gã hoàn toàn không có cách nào ra tay quách lâm rất kiên nhẫn suốt mấy ngày liền đều ở lì trong câu lạc bộ của bào phong A Tùng không đủ kiên nhẫn để đợi Quách Lâm ra tay, nên chỉ có thể tìm cách ép Tống Đông Lương xuất hiện. Gã đã làm một chuyện khiến tất cả mọi người đều kinh hãi, đó chính là tung tin đồn Quách Lâm đã bán kinh đại vĩ cho cảnh sát. Vốn chẳng ai coi tin đồn vô căn cứ này là thật, nhưng đen đuổi thay, Kiều Gia lại đóng một vai trong màn kịch trước đó, cộng thêm mối quan hệ trước đây giữa hai người, vậy nên không ít kẻ có những liên tưởng rất hợp lý có khi nào quách lâm lợi dụng việc kiều gia gây sự với kinh đại vĩ sau đó tận dụng quan hệ trước đây của mình để đưa kinh đại vĩ vào sở cảnh sát không nếu là người khác thì không thể nhưng là quách lâm thì sẽ rất dễ dàng hơn nữa rất có khả năng quách lâm là nằm vùng một chuyện nhìn qua tưởng hoang đường nhưng chỉ cần thêm vài yếu tố trùng hợp, sẽ trở nên thuyết phục hơn cả sự thật. Vậy nên, chẳng mấy chốc tin đồn vớ vẩn này đã trở thành một rắc rối. Ảnh hưởng đầu tiên chính là thái độ của Bào Phong với Quách Lâm. Bào Phong giao cho Quách Lâm giải quyết chuyện của Tống Đông Lương, thì chắc không hỏi lại. Đây là thuật dùng người đơn giản, vì chỉ có mấy đại ca kém cỏi mới thúc giục đàn em hành động. Một người muốn làm việc lớn thực sự sẽ không bao giờ nói một câu hai lần. Nhưng sau khi những tin đồn của A Tùng bắt đầu lan rộng, Bào Phong đã cho gọi Quách Lâm đến. Nội dung cuộc nói chuyện vô cùng đơn giản, sao còn chưa ra tay? Tôi muốn chắc chắn không có sai sót gì. Cậu chỉ cần ra tay, chuyện sau đó tôi sẽ lo. Thái độ của Bào Phong rất rõ ràng, hiện giờ hắn ta không chỉ muốn quách lâm giải quyết tống đông lương mà còn bắt anh đích thân ra tay nếu không hắn ta tuyệt đối sẽ không giữ quách lâm lại nữa quách lâm đành đưa ra một kỳ hạn trong vòng ba ngày nhưng trong vòng ba ngày liệu quách lâm có thể nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo đối mặt với cục diện hiện giờ anh đã không thể kiểm soát mọi thứ một chiêu của a tùng đã để lại rắc rối cực kỳ lớn cho quách lâm nếu không xử lý chuyện này cẩn thận rất có thể những chuẩn bị trước đó của họ đều vô ích trong ba ngày ba đêm quách lâm hầu như không chợp mắt do từng cưỡng chế cai nghiện nên quách lâm không dám động vào thuốc lá nhưng dưới áp lực lớn vậy anh thật sự cần một thứ gì đó kích thích bản thân để giữ được tỉnh táo vậy nên anh bắt đầu cắn đá viên từng xô một đây là một trong những cách để cai nghiện một mặt là dùng nhiệt độ của đá viên khiến ý thức bình tĩnh lại mặt khác là kích thích các giác quan thỏa mãn nhu cầu của cơ thể khi cơn nghiện phát tác sau ba ngày suy nghĩ phương án giải quyết của quách lâm chính là ra tay trước song đối tượng không phải tống đông lương mà là bào phong trong giới tự dưng có tin đồn, nhưng lúc bào phong đang bơi, quách lâm bất ngờ đánh gục vệ sĩ ở cửa, cướp súng xông đến bắn bào phong ba phát liên tiếp, trong nháy mắt cả hồ bơi toàn một màu đỏ máu. Bảo phong không chết, ra lệnh truy sát quách lâm. Kiều gia nhảy dựng lên khi biết chuyện này. Đương nhiên, hắn không tin quách lâm lại ngu ngốc đến mức dùng cách kém thông minh như vậy để ra tay với bào phong nhưng hắn biết chắc đã có chuyện xảy ra không quan tâm đến việc báo đen theo dõi mình chặt thế nào nửa đêm kiều gia vẫn đến gặp cảnh vĩ để bàn bạc đối sách ngay cả đỗ tử bình người luôn được quách lâm yêu cầu không được phép liên lạc trong thời gian này cũng bị kiều gia gọi tới nhưng ba người họ chỉ mới nói mấy câu với nhau đã nhận rõ một điều quách lâm nhất quyết không nói kế hoạch của anh cho họ mẹ kiếp thằng cha này điên rồi sao sau khi biết được tình hình cụ thể từ kiều gia sắc mặt cảnh vĩ tái nhật vì không tiếp xúc nhiều với quách lâm nên lúc này đỗ tử bình là người bình tĩnh nhất hiện giờ ngoài bào phong có phải tống đông lương cũng sẽ ra tay với quách lâm không đúng vậy kiều gia vô cùng bực dọc quách lâm đang là mục tiêu công kích của tất cả mọi người bất kỳ ai cũng có thể giết anh ta với lý do nào anh ta xong đời rồi giết vì thù vì oán vì lợi ích kiều gia đột nhiên cảm thấy việc quách lâm tính kế cảnh vĩ hay tính kế chính hắn chẳng có gì quan trọng khi điên lên cái tên cảnh sát này sẽ bất chấp tất cả thậm chí đối xử tàn nhẫn với chính bản thân mình nếu vậy hiện tại tìm được cậu ta mới là chuyện quan trọng nhất đỗ tử bình liếc nhìn cảnh vĩ cậu có cách liên lạc khẩn cấp với cậu ta không không được kiều gia lắc đầu nếu anh ta muốn liên hệ với chúng ta thì đã xuất hiện từ lâu rồi xem ra anh ta muốn một mình gánh hết quách lâm bất chấp tất cả luôn cho rằng bản thân có thể giải quyết vấn đề hắn thực sự không hiểu rốt cuộc anh muốn làm gì điều duy nhất họ có thể làm bây giờ là phải tìm được quách lâm trước đám người bào phong và tống đông lương sau cuộc gặp với cảnh vĩ và đỗ tử bình kiều gia không muốn về nhà hắn đứng hút thuốc một mình cố vắt ốc suy nghĩ xem quách lâm có thể tới nơi nào Hắn ngước mắt nhìn màn đêm tối đen, trên đường chẳng còn mấy người qua lại, ai nấy đều vội vã bước đi, sẽ không vì người xa lạ mà dừng chân. Kiều gia vốn luôn coi thường cái gọi là duyên phận, hắn cho rằng chỉ mấy cô nàng mơ mộng mới tin vào điều đó, nhưng dường như mối quan hệ giữa hắn và Quách Lâm, thực sự có thể được miêu tả trọn vẹn bằng từ này. Chỉ tiếc đây là nghiệp duyên không phải lương duyên. Kiều gia hút xong một điếu thuốc, vẫn đờ đẫn đứng đó không nhúc nhích. Chẳng biết tại sao, hắn lại có cảm giác hôm nay sẽ thấy quách lâm, giống như vô số lần trước, mỗi lần hắn cần thì anh sẽ thật sự xuất hiện. Nếu bây giờ hắn gọi tên anh, liệu quách lâm có chui ra từ một xó nào đó không? Kiều gia không nhịn được mà bật cười hắn nhìn chầm chầm vào đầu một con ngõ nơi góc đường, trong đầu nghĩ, nếu dây tiếp theo quách lâm bước ra từ đó, hắn sẽ không còn ước nguyện nào nữa. Một giây sau, có người chạy ra từ trong con ngõ. Đôi mắt kiều da trừng to, hắn lập tức đứng lên chạy ngay về hướng kẻ đó. Trong lòng không tin trên đời có sự trùng hợp như vậy, nhưng chẳng hiểu sao, Hắn cảm thấy bản thân đang dính phải một thứ đen đuổi. Quả nhiên, Kiều gia đã dính phải một thứ đen đuổi. Vừa đuổi tới đầu ngõ, Kiều gia phát hiện người phía trước dừng lại, có vẻ đã nhận ra bản thân đang bị theo dõi. Khi cảm nhận đối phương không phải là Quách Lâm, hắn lập tức cảm nhận được sát khí mãnh liệt đến từ người đó. Con ngõ rất tối, đứng trong bóng đêm đôi bên đều không thấy rõ đối phương kiều gia cẩn thận lùi lại hai bước cố gắng kéo rộng khoảng cách với đối phương nhưng người trước mắt lại đang lẳng lặng tiến lại gần hắn ánh trăng cuối cùng đã rọi tới được hai người kiều gia sửng sốt khi nhìn thấy khuôn mặt của người kia hắn cảm thấy ban nãy mình đã kết luận quá sớm ông trời vẫn gián tiếp cho hắn chút may mắn kiều gia không gặp được quách lâm nhưng lại gặp trúng một kẻ mà tất cả đều đang tìm kiếm hơn nữa nếu đi theo người này hắn có thể tìm được quách lâm tống đông lương tổng đông lương chưa từng gặp kiều gia và càng không biết hắn là ai nhưng kiều gia lại biết lão ta vì trước đây cảnh vĩ từng lén nhờ hắn dò la về người đàn ông này vậy nên kiều gia phản ứng rất nhanh ông chủ tống tôi có thể giúp ông giúp tao tống đông lương cười khinh bỉ mày chết tức là đang giúp tao rồi đấy dưới ánh trăng con dao mà lão ta cầm phản chiếu tia sáng lạnh lẽo kiều gia vừa chú ý khoảng cách với mũi dao vừa cẩn thận bước lại gần một bước tôi sống có lợi hơn là chết đấy tôi có thể giúp ông rời khỏi đây những lời này có sức hấp dẫn trí mạng với tống đông lương lão do dự một thoáng rồi hỏi rốt cuộc mày là ai có lẽ ông đã biết rồi đối thủ lớn nhất của anh bào chính là báo đen mà tôi lại là người báo đen tin tưởng kiều gia không hề che giấu tên của mình có lẽ ông đã từng nghe đến tôi tôi tên kiều gia tống đông lương đã từng nghe thấy cái tên này từ bào phong chính xác là từ miệng a tùng lần trước nhắc đến kiều gia a tùng lộ rõ vẻ giận dữ vậy nên lão mới có chút ấn tượng về hắn kiều gia thấy việc thuyết phục có hiệu quả thầm thở phào ông chủ tống hiện giờ người duy nhất dám giữ ông lại chỉ có anh báo thôi chỉ cần ông trở về cùng tôi tôi nhất định sẽ có cách đưa ông rời khỏi nơi này nhưng Tống Đông Lương chỉ nhìn Kiều Gia. Mũi dao trên tay lão ta vẫn chỉ thẳng về phía hắn. Tống Đông Lương sở hữu một tinh thần cảnh giác, tựa như một con sói hoang đã được mài dũa trong vô số hiểm nguy, nên không dễ dàng trao gửi niềm tin cho bất cứ ai, tại sao mày lại muốn giúp tao? Lý do của Kiều Gia vô cùng đúng đắn, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Nếu Bào Phong kiên về ông, vậy ông sống sẽ có giá trị hơn là chết tổng đông lương gật đầu rồi cất con dao đi được tao sẽ đi gặp báo đen cùng mày nhưng trước đó tao phải làm xong một việc kiều gia cao mày hiện giờ tống đông lương còn chuyện gì quan trọng hơn cả việc giữ mạng sống chứ ông chủ tống cứ giao việc cho tôi hiện giờ ở bên ngoài không an toàn đâu không, chuyện này tao phải tự mình ra tay. Trên gương mặt Tống Đông Lương xuất hiện một nụ cười cực kỳ lạnh lẽo, tất cả những kẻ phản bội tao đều không thể sống sót. Kiều gia trùng mình. Trong lòng có một dự cảm, việc Tống Đông Lương muốn làm, hắn chắc chắn không thích. Hết chương 104